hồi nhỏ có chơi đá gà không? Chơi đá gà không phải là chơi thảy hai con gà ra. Chơi đá gà vậy nè. Bên nào mà rớt cái chân xuống trước, bên đó thua. Vậy đó. Với hai cô gái mặc váy ngắn này, chúng ta không chơi đá gà bằng chân, mà đá gà bằng ngón cái. Đó. Hai em sẽ đang tay với nhau và dùng ngón cái. Bên nào mà đè được cái ngón cái bên kia xuống thì xem như người đó thắng. Mời Trang Hí và Trịnh Thảo. Dạ chưa? Chơi mà tự nhiên gãy một heo. Chưa biết chơi mấy em. Nè, từ 1, 2, 3 vô. Đó. Chà, cái nail bên kia cơ bộ. Em nghe chơi xong có người sức móng. Ê, chưa. Một. Ủa, lại mấy anh nói cái em phân tâm. Thôi em, trời đất ơi, đối thường rồi. Ủa, gì vậy ta? Ủa, mà bà nói anh ta đó, biết chơi mấy em này kia. Cuối cùng, nó bị cái móng mình đè xuống. Ê, chưa. Tại mấy anh đó là phân tâm hết trơn trời. Đối thường, hai em dạt ra cho hai chàng trai. Lên gà. Yep. Còn mấy mình chạy vòng tròn bên kia mệt tự buông chân xuống. Ô lê ô lê ô lê ô lê. Wow, chưa ai xuống. Ô lê. Hay quá. Ô lê. Đúng quý vị, và cuối cùng trong trận chiến sinh tử vừa rồi, Jin Tuấn Kiệt chiến thắng. Mệt quá. Chưa hết đâu em, còn nữa. Chưa. Mời Trịnh Thảo qua đây. Nhưng mà lần này thì Trịnh Thảo với lại Jin thì sẽ không đá kiểu này nữa. Chúng ta sẽ đá cái kiểu bằng ngón tay giống như nãy nha. Cẩn thận với cái bầu neo của bà. Cái bầu neo nhọn lắm nha. Một, bắt đầu. 2 3 vô. Vô. Cái này hình như nắm tay luôn kìa. Ủa đâu chưa, đâu chưa? Rồi, cuối cùng thì anh đã phát hiện Jin đã hai lần tè cái ngón cái có cái neo dài thiệt dài này xuống. Jin Tuấn Kiệt chiến thắng chung cuộc. Cái đó là em vừa mà thôi đó. Ok. Chọn đội đi em, chọn ai? Tay cái cọ này, cọ nhau cũng nhiều quá. Thì hơi hai cái cọ chơi với nhau luôn đi anh. Hai đứa cọ chơi với nhau luôn. Quá đây. Ô trời ơi, mình là đàn ông mà mấy chú hả? Mấy chú ok. Hai đứa gái chung đội, hai trai chung đội cũng hợp lý hợp tình đúng không? Đặt tên đội đi em. Cô Thắm đi em. Dạ cũng được. Lý tưởng nào Thắm hay. Dạ cô Thắm. Bên đây đặt tên về làng đi. Ủa vậy luôn. Dạ không. Em có tên về làng, em tự đặt với nhau rồi. Tên gì? Phim gì mà cũng về miền quê á, Hương Phù Sa á. Thì em thích nhân vật Út Nhỏ á. Em đặt tên Út Nhỏ được không anh? Út Nhỏ là Tăng Thanh Hà đúng không? Dạ đúng rồi. Tăng Thanh Hà đúng không? Dạ đúng rồi. Em tưởng là hai đứa em đẹp như Tăng Thanh Hà hả? Còn mấy bên đây mà cái gì anh không vậy hồi giờ. Út Ráng đi Kim Hiền. Dạ ráng được. Út nhỏ. Dạ thưa quý vị, bên đây Út Ráng em nghe rất hợp lý. Còn Út Nhỏ mặc dù nó hơi ngượng xíu, nhưng mà bởi vì nó muốn vậy mà. Dạ. Mời hai đội về chỗ.